Đầu tiên mình đổ màu trắng. Màu hồng, màu tím của lá cẩm. Màu xanh lá dứa. Trong các bạn chờ cho rau câu se mặt rồi mình mới đổ lớp tiếp theo. Màu hồng. Màu xanh. Màu trắng. Các bạn lần lượt đổ cho hết phần màu mà mình đã chuẩn bị. Thank you.
lớp mặt cuối cùng mình đổ hết luôn. Các bạn dùng một cái vá, mình làm cho cái mặt trên này nó đều lại. Các bạn thân mến, như vậy các lớp rau câu vừa được đổ vào khuôn xong. Bây giờ mình chờ cho khuôn bánh thật nguội rồi cho bánh vào trong tủ lạnh. Bây giờ tôi sẽ lấy miếng bánh này ra cho các bạn xem. Trong lúc đổ bánh, các bạn dùng rau câu trong để bo xung quanh thành khuôn. Thì khi lấy bánh ra, cái lớp rau câu trong này như một miếng màng trong suốt, nó sẽ bao bọc lại những cái lớp màu khác và làm cho cái phần bánh rau câu của chúng ta đẹp như là một miếng cẩm thạch. Ổ bánh rau câu tam sắc với sự kết hợp hài hòa của ba màu tím, xanh, trắng. Đối với những bạn yêu thích vẻ đẹp đơn giản, thuần khiết thì mẫu bánh này là một sự lựa chọn tốt. Phương Thi mến chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.